Trong cái hành trình chạy bão để mà tránh cơn bão số 4 vừa qua thì có nhiều cái phần đời chạy bão rất là tội nghiệp. Đó là những cụ già neo đơn, hay là đó là một cái chàng trai khuyết tật giống như chàng trai này. Và anh đã được các lực lượng hỗ trợ hết mình để có thể là đưa anh đến một cái vị trí tránh trú bão an toàn. Rất là tội nghiệp luôn. Và Pháp cũng như là chính quyền địa phương rồi các lực lượng vũ trang đã giúp cho chàng trai này đến một nơi trú ẩn. Và trong mắt anh thì cũng ánh lên một niềm vui, bởi vì là mình được mọi người đùm bọc giúp đỡ trong lúc mà nguy cấp nhất, khó khăn nhất và nguy hiểm chập chờ từ thiên tai. Tiến lên tí thôi chút xíu.
kia nha. Nhặt cái sắt là đưa ông đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.